Hoàng Tam Muội ngốc Phó Niểu Niểu gần đây trở nên rất kỳ lạ. Kết quả, thị vệ điều tra được là Phó Niểu Niểu đã sống lại. Cô tên là Phó Hoan, là đại hoàng nữ của Thủy Nguyệt Nữ Quốc. Thủy Nguyệt Quốc ai cũng biết, đại hoàng nữ không được nữ hoàng sủng ái. Không giống cô, Tam Hoàng Muội Phó Niểu Niểu của cô từ nhỏ đã được sủng ái. Dù cô ta không tài không võ, từng ngang nhiên cướp mỹ nam trên phố, thần dân Thủy Nguyệt Quốc đều có lời bàn tán về cô ta. Cô ta vẫn là bảo bối trong lòng mẫu hoàng, người ta thường nói nuông chiều con cái như giết con. Đấy, vài ngày trước, Phó Niểu Niểu lại làm chuyện quá đáng, cô ta sắc dục hôn tâm, lại cưỡng đoạt đến cả quốc sư Băng Thanh Ngọc Khiết. Kết quả là, không những không cướp được mỹ nam, còn bị quốc sư đánh cho đầu rơi máu chảy, còn bị mẫu hoàng trách phạt cấm túc, tạm thời tước bỏ ngôi thái nữ. Sau khi tỉnh lại, tính tình của Phó Niểu Niểu thay đổi rất nhiều. Trước kia cô ta luôn đêm yến tiệc, đắm chìm trong tử sắc. Gần đây lại bắt đầu đọc sách luyện chữ, quan tâm đến đại sự quốc gia. Không chỉ vậy, cô ta còn thanh trừ những kẻ hầu hạ bên cạnh, ngoài thị nữ Tiểu Đào mà cô ta tin tưởng, Lý Mama cùng quản gia Tô Ông được phép hầu hạ gần bên, những người khác đều bị đuổi ra ngoại viện, thậm chí cả mỹ nam mà cô ta cướp về phủ cũng đều được thả về nhà. Trong phút chốc, phủ đệ xa hoa của cô ta không khác gì hoàng cung, trống trải lạnh lẽo, còn những ám vệ mà ta sắp xếp trong phủ Phó Niểu Niểu trước đây, hoặc là bị đuổi khỏi phủ, hoặc là không thể đến gần Phó Niểu Niểu. Sau khi biết tin, cô nhíu mày, dặn thị vệ tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận Phó Niểu Niểu. Biết Phó Niểu Niểu thích mỹ nam, cô chọn đủ loại mỹ nam đến gần cô ta, nhưng Phó Niểu Niểu hiện tại cảnh giác rất cao. Trước kia cô ta thấy mỹ nam là thèm thuồng đến nỗi không thể đi nổi, bây giờ lại như Lưu Hạ Huệ tái thế, vẫn ung dung đi giữa muôn hoa, không hề động lòng. Cô vừa thầm nghĩ có chút thú vị, thì có chuyện thú vị hơn nữa xảy ra. Phó Niểu Niểu không biết tin từ đâu, đem người đến phá hủy một cứ điểm ẩn núp của cô ở kinh đô. Biết không ít người của cô, thị vệ xuất sắc nhất của cô không nhịn được, nói với cô rằng: "Chủ tử, để ta đi." "Được." Cô gật đầu. Nghe nói Phó Niểu Niểu đã phá hủy cứ điểm của phản tặc, mẫu hoàng rất vui mừng, lập tức bãi bỏ hình phạt đối với Phó Niểu Niểu, lại truyền cô vào cung, bảo cô mang lễ vật đi xin lỗi quốc sư thay Phó Niểu Niểu. Chờ dỗ dành quốc sư xong, mẫu hoàng khôi phục ngôi thái nữ của Phó Niểu Niểu cũng sắp rồi. Cô vẫn luôn là công cụ lau mông cho Phó Niểu Niểu. Mẫu hoàng đã dặn như vậy, cô ngoan ngoãn vâng lời. Ai ngờ lần này Phó Niểu Niểu vốn luôn đổ lỗi cho người khác lại nói: "Mẫu hoàng, những chuyện sai trái do nhi thần gây ra, nhi thần sẽ tự giải quyết, không cần đại hoàng tỷ thay con chịu tội." Cô cúi đầu thầm nghĩ từ "thay con chịu tội" còn có thể dùng như vậy. Mẫu hoàng lại không thấy lời nói của Phó Niểu Niểu có gì không ổn, ngược lại còn rất vui. Quả nhiên đã lớn, hiểu chuyện rồi. Đúng vậy, nói rất đúng. Vậy thì chuyện này con tự giải quyết. Chỉ là, mẫu hoàng trầm ngâm, tính tình quốc sư cô độc, kỳ quái. Hành động của con mấy ngày trước cũng thực sự quá đáng. Nếu con tự đi, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Hay là để Phó Hoan đi cùng con. Nói rồi, mẫu hoàng đương nhiên sai khiến cô. Giọng điệu của bà ta lạnh lùng, kiêu ngạo. Phó Hoan, con đi cùng thái nữ đến phủ quốc sư, nhớ bảo vệ thái nữ cho tốt. Nếu có bất kỳ sai sót nào, chấm sẽ hỏi tội con. Vâng. Cô vẫn ngoan ngoãn. Phó Niểu Niểu lạnh lùng liếc cô một cái, rồi quay sang ôm lấy cánh tay mẫu hoàng, nũng nịu: "Mẫu hoàng, con tự đi được mà. Nếu người thực sự không yên tâm, thì không bằng để Tử Vũ ca ca đi cùng con." Cô giật mình, Tử Vũ là vị hôn phu của cô, là thanh mai trúc mã, người yêu của cô, là một trong số ít những niềm an ủi chưa bị cướp mất của cô. Cô lập tức cau mày, nhưng mẫu hoàng lại cười ha hả nói: "Tử Vũ được, Tử Vũ tuy là nam tử nhưng lại hơn cả nữ tử. Nếu hắn đi cùng con, mẫu hoàng sẽ yên tâm. Bảo bối chờ chút, mẫu hoàng sẽ chuyển Tử Vũ vào cung." "Được." Phó Niểu Niểu cũng cười tít mắt, hai mẹ con họ tình cảm rất là vui vẻ, còn cô thì rất thừa thãi, chỉ đứng bên cạnh cúi đầu. Nhưng Phó Niểu Niểu bỗng quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, trong mắt mang theo vẻ đắc ý và khiêu khích. Chỉ là, không biết đại hoàng tỷ có để bụng không? Dù sao thì Tử Vũ ca chính là vị hôn phu của đại hoàng tỷ mà. Con quan tâm nó làm gì? Mẫu hoàng phẩy tay, nhìn cô với vẻ không kiên nhẫn. "Phó Hoan, ta khuyên con đừng nên mơ tưởng hão huyền. Tử Vũ tuy danh nghĩa là vị hôn phu của con, nhưng hắn ưu tú như vậy, con không xứng với hắn. Hôn ước này không có hiệu lực." Cô im lặng không nói. Mẫu hoàng thấy cô vẫn không lên tiếng, đôi mắt phượng uy nghiêm lạnh lùng liếc như một con dao sắc nhọn. "Vâng." Cuối cùng cô cũng gật đầu, nặn ra một nụ cười cay đắng. "Cô thực sự không xứng với Tử Vũ, con biết điều là tốt." Mẫu hoàng lạnh lùng. Phó Niểu Niểu lại đắc ý cong môi. Đến khi bên ngoài truyền tin Tử Vũ đã đến, người còn chưa vào, Phó Niểu Niểu đã vui vẻ chạy ra, tựa vào lòng Tử Vũ, giọng điệu nũng nịu: "Tử Vũ ca ca, ta nhớ huynh quá." "Sao vậy, không phải mới gặp hôm qua sao?" Tử Vũ cười, giọng nói dịu dàng: "Một ngày không gặp như cách ba mùa thu." Phó Niểu Niểu ôm Tử Vũ cọ cọ: "Tuy chỉ mới qua một ngày, nhưng ta nhớ Tử Vũ ca ca, như đã qua cả một đời vậy." Tử Vũ nghe vậy liền cười lớn. Mẫu hoàng cũng cười rất vui, cô cũng muốn cười cho hợp với không khí, nhưng trong mắt mẫu hoàng, cô luôn là kẻ làm nhiều sai nhiều, cho nên hiện giờ chỉ bằng đứng ngây như phỗng. Nhưng lúc này Tử Vũ lại nhìn về phía cô, hắn cong mắt đào hoa cười với cô. "A Hoan, nàng cũng ở đây, đã lâu không gặp." Nụ cười trên môi mẫu hoàng và Phó Niểu Niểu lập tức nứt ra. Mẫu hoàng nhìn cô, đáy mắt đè nén ngọn lửa, rõ ràng là bà ta lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. "Nói gì đi, Tử Vũ đang chào con, sao không đáp lại người ta? Càng lớn càng không hiểu chuyện, học lễ nghi vào bụng chó rồi, còn không bằng con chó hiểu chuyện." Mẫu hoàng cười lạnh mắng cô, rồi lại quay sang cười tươi với Tử Vũ. "Tử Vũ, ngươi đừng để bụng, Phó Hoan chính là loại người chết tiệt như vậy, đừng để ý đến nó là được. Không sao, Tử Vũ lắc đầu cười, đôi mắt đào hoa sáng ngời đầy mong đợi nhìn cô. Cô biết hắn đang chờ cô đáp lại, cô không nên đáp lại, nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp, mẫu hoàng không cho cô và Tử Vũ nói thêm hai câu. Bà ta cười tươi nhờ Tử Vũ, đưa Phó Niểu Niểu đến phủ quốc sư xin lỗi quốc sư. Tử Vũ và Phó Niểu Niểu vừa đi, bà ta liền ném tách trà trong tay vào trán cô, rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà ta tức giận như vậy, khi ném cô, bà ta còn không quên dùng nội lực. Bà ta không phải tùy tiện ném, quỳ xuống, mẫu hoàng ra lệnh cho cô ngoan ngoãn quỳ xuống, để mặc máu trên trán chảy xuống má. Ai cho ngươi quỳ trên đất, quỳ trên mảnh vỡ. Mẫu hoàng vẫn giận dữ, cô khẽ động thân, lại ngoan ngoãn đứng dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống mảnh vỡ. Rất nhanh, đầu gối cô đã bê bết máu. Nhưng mẫu hoàng vẫn chưa hả giận, đừng tưởng rằng ngươi giả vờ chịu đựng như vậy, là trẫm không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi giống hệt phụ hoàng đã chết sớm của ngươi, tâm cơ thâm trầm, khiến người ta ghê tởm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay áo. Con cái của mẫu hoàng không nhiều, chỉ có 3 công chúa và một hoàng tử, nhưng cô là con của phế hoàng phu, cũng là đứa con mà bà ta ghét nhất. Ngươi phải nhớ cho trẫm, Tử Vũ không phải là người mà ngươi có thể mơ tưởng. Ngươi đã hiểu chưa? Cô gật đầu, nhi thần hiểu, hiểu là tốt. Trẫm cảnh cáo ngươi, bất cứ thứ gì cũng không được phép tranh giành. Nếu ngươi dám làm trò gì, đừng trách trẫm không nể tình cốt nhục. Mẫu hoàng nói xong liền tức giận bỏ đi cùng cung nhân. Đợi đến khi họ đi hết, cung điện nguy nga tráng lệ chỉ còn lại một mình cô. Cô không khỏi cười nhạo, chậm rãi đứng dậy, cô lê đôi chân bê bết máu, thẳng lưng dựa vào tường, đi mãi không tới, không biết đã đi bao lâu trong Tử Cấm Thành rộng lớn. Hoàng hôn buông xuống, cô mới trở về chỗ ở của mình, nơi hẻo lánh nhất Tử Cấm Thành ngoài lãnh cung. U Lan Viện, hai thị nữ ít ỏi của cô, Thị Tinh và Phụng Nguyệt, thấy bộ dạng của cô thì giật mình, vội kéo cô vào, rửa vết thương và băng bó cho cô. Vết thương trên trán cô không lớn, rất nhanh đã rửa sạch và băng bó xong, nhưng đầu gối toàn là mảnh vỡ nên việc rửa sạch trở nên khó khăn hơn. Phụng Nguyệt nhíu mày giúp cô rửa sạch, Thị Tinh cầm lọ thuốc, cái đầu lông xù cọ cọ vào tay cô, an ủi rằng điện hạ đừng buồn, còn có Thị Tinh và Phụng Nguyệt ở đây. Cô cười cười, lắc đầu, vuốt tóc cô ấy, cô đương nhiên sẽ không buồn, lúc nhỏ có lẽ sẽ buồn, nhưng giờ thì không còn chút nào, giờ cô chỉ biết hận. Mẫu hoàng nói không sai, cô chính là kẻ tâm cơ thâm trầm, mẫu hoàng cũng vậy, thái nữ cũng vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ đạp bọn họ dưới chân, tất cả những đau khổ mà cô phải chịu, cô sẽ trả lại gấp bội. Chỉ là, cô rất tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì với Phó Niểu Niểu, có phải có cao nhân chỉ điểm không? Rất nhanh, cô đã biết chuyện gì xảy ra, ảnh truyền mật tín đến, nói Phó Niểu Niểu đuổi hết mọi người đi, chỉ kéo Tử Vũ lại. Nói lời tha thiết với Tử Vũ, cô ta đã mơ một giấc mơ, trong mơ, đại hoàng tỷ, tức là cô, sẽ cướp ngôi và giết chết tất cả mọi người, Tử Vũ cũng không ngoại lệ, bảo Tử Vũ phải cẩn thận với cô. Điện hạ, Thị Tinh nhíu mày, chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ phản bội? Thái nữ làm sao biết được, đừng nóng vội, cô vỗ tay Thị Tinh an ủi, nhưng cũng nhíu mày, cô không tin trong số người của cô lại có kẻ phản bội, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Cô lập tức suy nghĩ lại xem gần đây cô đã làm gì không tốt, nhưng không có. Nghĩ lại, cô thấy vẫn không nên nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ người không dùng, dùng người không nghi ngờ, nghi thần nghi quỷ chỉ khiến bản thân rối loạn. Có lẽ cô ta thực sự may mắn, nhưng không sao, chúng ta mệnh cứng. Cô nói, vâng, điện hạ không cần quá bận tâm chuyện này, trước tiên hãy dưỡng thương cho tốt. Phụng Nguyệt lên tiếng, mọi chuyện cứ giao cho ta và Thị Tinh. Cô gật đầu, đang định nói, tai Thị Tinh động đậy, cô ấy cảnh giác đứng dậy, rồi ra hiệu cho họ, lại chỉ vào cửa, ý bảo có người đến. Thị Tinh và Phụng Nguyệt tập võ từ nhỏ, đều là cao thủ nhất đẳng, mà tính giác và khứu giác của Thị Tinh lại vô cùng nhạy bén. Cô ấy ra hiệu xong, cô và Phụng Nguyệt nhìn nhau, tôi ngầm hiểu mà bắt đầu nói chuyện. Phụng Nguyệt, điện hạ còn đau không? Lần này bệ hạ cũng quá nhẫn tâm, ta cấm ngươi nói bậy, mẫu hoàng là thiên tử của Thủy Nguyệt, tưởng ta cũng được, phạt ta cũng được, lần này là lần đầu nên không phạt ngươi, lần sau còn nói bậy, đừng trách bổn điện vô tình với ngươi. Phụng Nguyệt, vâng, Phụng Nguyệt biết rồi. Phụng Nguyệt vừa dứt lời thì có một bóng người dừng lại trước cửa sổ, bóng người khựng lại rồi gõ cửa sổ. A Hoan, là ta, nàng ngủ chưa? Giọng nói này là Tử Vũ. Cô ra hiệu cho Thị Tinh mở cửa sổ, cửa sổ vừa mở, Tử Vũ liền nhảy vào, hắn nhìn thấy băng gạc dính máu ở đầu gối cô, cúi người đau lòng nắm lấy tay cô. Bệ hạ lại phạt nàng rồi, hắn dùng ngữ khí khẳng định chứ không phải nghi vấn, bởi vì bấy lâu nay hắn đã quen với cảnh cô bị phạt. Cô cười cười, dùng tay phác họa đôi mày đẹp của hắn, đây là thiếu niên lang của cô. Trước kia cô thực sự đã động lòng với hắn, đáng tiếc hắn cũng giống như những người khác, quen với cảnh cô bị phạt. Cô hiểu mà, hắn cũng cần phải bảo vệ bản thân, chuyện hoàng gia hắn không tiện nhúng tay vào, nhưng ai bảo trái tim cô khác với người thường, trái tim cô làm bằng đá, ủ ấm có thể nóng, nhưng buông tay là lạnh ngắt. So với tình yêu, cô giỏi hận hơn. Ngươi đến đây làm gì? Trên mặt cô vẫn duy trì vẻ tình tứ, bởi vì ta rất nhớ nàng. Tử Vũ kích động ôm lấy cô, Hoan Hoan, nàng có biết không, ta nhớ nàng đến phát điên. Tình cảm của hắn không giống như giả tạo, nhưng trên ngực hắn vẫn còn lưu lại mùi phấn của Phó Niểu Niểu. Cô hơi nhíu mày, khẽ kêu một tiếng, Phụng Nguyệt cũng hiểu ý, tiến lên kéo Tử Vũ ra. Vũ công tử, ngươi đụng vào vết thương của điện hạ rồi, xin lỗi, ta nhất thời quên mất. Tử Vũ liên tục xin lỗi, rồi nâng mặt cô lên, đau lòng hỏi, có đau không? Hắn luôn thích hỏi những câu ngốc nghếch như vậy, ai cũng là người bằng xương bằng thịt, máu chảy nhiều như vậy sao có thể không đau? Nhưng cô vẫn luôn phải lắc đầu, cười khoan dung và dịu dàng, không đau, có ngươi ở bên ta thì không đau. Lần này cũng vậy, hắn nghe xong lời cô thì hài lòng cười, rồi nắm tay cô đặt lên trái tim đang đập thình thịch của hắn. Hoan Hoan, nàng đợi ta thuyết phục mẫu thân cho ta ra biên ải đánh giặc. Đợi ta lập được chiến công, trở thành tướng quân, ta sẽ đưa nàng đi, rời khỏi nơi khiến nàng không vui này. Được, cô cười đáp, nhưng trong lòng hiểu rõ, hắn chỉ nói suông, câu nói này hắn đã bắt đầu nói từ khi họ 15 tuổi. Cô cũng từng tin là thật, nhưng giờ họ đã 24, lý do của hắn vẫn là thừa tướng không đồng ý cho hắn ra biên ải. Thực ra cô có thể hiểu cho thừa tướng, Tử Vũ tuy được xưng là công tử số 1 kinh đô, nhưng võ nghệ của hắn chỉ để làm đẹp thì được, ra biên ải thì đừng nói đến lập chiến công, có thể sống sót trở về đã là tốt lắm rồi. Hôm nay các ngươi đã đi gặp quốc sư chưa? Cô chuyển chủ đề, gặp rồi, nhưng quốc sư, Tử Vũ lắc đầu, đều tại trước kia làm quá đáng, giữa đường cướp quốc sư về làm nam sủng, quần áo của người ta đều bị xé rách, quốc sư có mạnh mẽ đến đâu thì chung quy cũng là đàn ông, vô cớ làm hỏng danh tiết của người ta không tiếp đón là phải, giờ phải làm sao đây? Cô trầm ngâm, e rằng phải nhờ ngươi giúp đỡ. Tử Vũ khựng lại, thấy sắc mặt cô không có gì, mới nói, trước kia ngươi không phải tình cờ có được một quyển thiên thư tàn quyển sao? Nghe nói quốc sư rất hứng thú với quyển sách này, bây giờ nàng đưa sách cho ta, ngày mai ta đưa cho Niểu Niểu, rồi Niểu Niểu sẽ đưa cho quốc sư, không biết nàng có đồng ý không? Cô cười cười, rất muốn bổ đầu Tử Vũ ra xem thử hắn đang nghĩ gì, hắn luôn như vậy, biểu hiện rất yêu cô, nhưng lại hết mực quan tâm Phó Niểu Niểu, cảm giác này giống như đường trộn phân, còn kinh tởm hơn cả dao găm của người khác, nhưng cô vẫn phải nhịn, vẫn phải giả vờ tình tứ, có thể dùng được, cô đương nhiên là đồng ý. Nói xong liền bảo Thị Tinh đi lấy thiên thư tàn quyển, cô không đưa cho hắn, tự nhiên sẽ có người khác đến lấy, dù sao thì thứ trong tay cô cũng là thứ Phó Niểu Niểu thích, vậy thì không phải của cô, thật là quá tốt. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tử Vũ cong lên, không khỏi lẩm bẩm một câu, ta đã nói là Niểu Niểu nằm mơ rồi, Hoan Hoan không tranh giành với người khác thì sao có thể cướp. Cái gì? Cô hỏi. Tử Vũ tự biết mình lỡ lời, trên mặt lập tức hiện lên một tia không tự nhiên. Không, không có gì. Ồ, cô gật đầu, giả vờ không nghe thấy. Lấy được thiên thư tàn quyển, Tử Vũ không ngồi yên được nữa, hắn cáo từ, nói rằng hắn trèo tường vào, sợ ở lâu mẹ hắn là Tiêu Thừa Tướng sẽ phát hiện. Cô gật đầu, nhìn hắn nhảy cửa sổ rời đi, rồi lại nhìn cửa sổ ngẩn người một lúc. Thị Tinh thấy vậy liền cau mày, không khỏi khuyên cô, điện hạ là người làm đại sự, đừng để tình cảm nam nữ làm vướng chân. Cô cười không nói gì, thầm nghĩ diễn lâu quá, đến cả Thị Tinh cũng cho rằng cô có tình cảm với Tử Vũ. Phụng Nguyệt hiểu cô nhất, liếc Thị Tinh một cái, nắm lấy cổ áo Thị Tinh ném ra khỏi phòng, đi đi, giống như bị bệnh vậy.